so sánh Xiaomi 12S Ultra với Xiaomi 13 Pro. 1. Thiết kế. Xét về mặt kích thước, bạn có thể thấy Xiaomi 12S Ultra dài hơn, rộng hơn và đặc biệt là dài hơn khá nhiều so với Xiaomi 13 Pro. Xét về trọng lượng, 12S Ultra cũng nặng hơn 13 Pro khá nhiều. Cả hai máy đều được trang bị chuẩn chống nước IP68 và kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus. 2. Màn hình. Cả Xiaomi 12S Ultra và 13 Pro đều có màn hình kích thước 6,73 inch. Tuy nhiên, 12S Ultra sử dụng màn hình Samsung E5 với công nghệ LTPO2 AMOLED. Còn Xiaomi 13 Pro sử dụng màn hình Samsung E6 với công nghệ LTPO AMOLED. Nói về độ phân giải, cả hai máy đều có độ phân giải 2K với mật độ điểm ảnh khoảng 520 ppi. Cả hai máy đều có tần số làm mới màn hình 120Hz. Xét về độ sáng. Xiaomi 13 Pro có thể đạt độ sáng tối đa lên đến 1.900 nit, còn Xiaomi 12S Ultra chỉ đạt độ sáng tối đa là 1.500 nit. Cả hai máy đều có tốc độ lấy mẫu cảm ứng là 240Hz và đều có khả năng thể hiện một tỷ màu cùng công nghệ HDR10 Plus và Dolby Vision. Nhìn chung, Xiaomi 13 Pro có màn hình sáng hơn so với Xiaomi 12S Ultra. 3. Hiệu năng Xiaomi 12S Ultra được trang bị con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 được sản xuất trên tiến trình 4 nm, có điểm AnTuTu 9 vào khoảng 1 triệu 100 000 điểm. Trong khi đó, Xiaomi 13 Pro được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 2 được sản xuất trên tiến trình 4 nm, có điểm AnTuTu 9 vào khoảng 1 triệu 255 nghìn điểm. Bạn có thể thấy rõ hiệu năng của Xiaomi 13 Pro mạnh mẽ hơn so với 12S Ultra. 4. Bộ nhớ Cả hai máy đều có hai tùy chọn RAM là 8 và 12 GB và hai tùy chọn bộ nhớ trong là 256 và 512 GB. Tuy nhiên, Xiaomi 13 Pro có thêm tùy chọn bộ nhớ trong 128 GB. Xiaomi 12S Ultra được trang bị chuẩn bộ nhớ UFS 3.1, còn Xiaomi 13 Pro bản 256 và 512 đã được trang bị chuẩn bộ nhớ UFS 4.0. Và dĩ nhiên Phân khúc này bạn sẽ không thể tìm thấy khe cắm thẻ nhớ trên cả hai máy. 5. Camera. Xét về camera chính, bạn sẽ thấy cả hai máy có sự tương đồng nhau rất lớn. Khi cùng sử dụng cảm biến Sony IMX989, có độ phân giải 50 megapixel, khẩu độ F trên 1.9, kích thước cảm biến tới 1 inch. Camera chính của cả hai máy đều được trang bị khả năng chống rung quang học, lấy nét bằng laser và lens Leica. -like về camera tele Xiaomi 12S Ultra được trang bị cảm biến Sony IMX586 với độ phân giải 48 megapixel, khẩu độ f/4.1, kích thước cảm biến 1/2 inch. Còn Xiaomi 13 Pro được trang bị cảm biến Samsung S5K 1 có độ phân giải 50 megapixel, khẩu độ f/2.0, kích thước cảm biến 1/2.76 inch. Tuy nhiên, Xiaomi 12S Ultra có khả năng zoom quang lên đến 5 lần. Còn Xiaomi 13 Pro chỉ có khả năng zoom quang 3,2 lần. Camera tele của cả hai máy đều có lấy nét tự động và chống zoom quang học. Về camera siêu rộng, Xiaomi 12S Ultra dùng cảm biến Sony IMX586 với độ phân giải 48 megapixel, hỗ trợ lấy nét dual pixel PDAF, khẩu độ f trên 2.2, kích thước cảm biến 1/2 inch, góc nhìn 128 độ. Trong khi đó, Xiaomi 13 Pro dùng cảm biến Samsung S5 Kzn1 với độ phân giải 50 megapixel, hỗ trợ lấy nét tự động, khẩu độ f trên 2.2, kích thước cảm biến 1 phần 2,76 inch, góc nhìn 115 độ. Ngoài ra, Xiaomi 12S Ultra còn được trang bị cảm biến TOF 3D với độ phân giải 0,3 megapixel. Còn Xiaomi 13 Pro không được trang bị tính năng này. Về khả năng quay video sau. Cả hai máy đều có khả năng quay video tối đa 8K ở 24fps. Tuy nhiên, Xiaomi 12S Ultra có thể quay slow motion với tốc độ lên tới 3840fps ở độ phân giải 720p. Còn 13 Pro chỉ có thể quay video slow motion ở 1920fps ở độ phân giải 1080p. Cả hai máy đều được trang bị khả năng chống rung điện tử và HDR khi quay video. Về camera selfie, Cả hai máy đều được trang bị camera selfie 32 megapixel, sử dụng cảm biến Omnivision OV32C với kích thước cảm biến 1/3,2 inch, cùng khả năng quay video 1080p. Tuy nhiên, khẩu độ của 12S Ultra là f/2.5, còn của Xiaomi 13 Pro là f/2.0. 6. Pin. Xiaomi 12S Ultra sử dụng viên pin có dung lượng 4860 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 67W giúp sạc đầy 100% pin trong 41 phút. Còn Xiaomi 13 Pro được trang bị viên pin 4820mAh, cùng sạc nhanh 120W, giúp sạc đầy 100% pin chỉ trong 19 phút. Cả hai máy đều hỗ trợ sạc không dây 50W và sạc ngực không dây 10W. 7. Âm thanh, kết nối Cả hai máy đều được trang bị loa stereo. Cả hai đều không có rắc tai nghe 3.5mm. Cả hai đều có Wi-Fi 6E. Tuy nhiên, 12S Ultra chỉ hỗ trợ chuẩn Bluetooth 5.2, còn Xiaomi 13 Pro là 5.3. Cả hai máy đều có NFC, USB Type-C chuẩn 2.0 và vân tay quang học dưới màn hình. 8. Giá: Cùng phiên bản 12, 256GB, Xiaomi 12S Ultra hiện có giá khoảng 21 triệu, còn Xiaomi 13 Pro có giá khoảng 20 triệu. 9. Kết luận: sau khi so sánh chi tiết toàn bộ thông số kỹ thuật của cả hai máy, mình có làm một bảng so sánh như trên hình ảnh bạn đang thấy. Về cơ bản, Xiaomi 13 Pro nổi bật hơn ở rất nhiều mặt, bao gồm thiết kế nhỏ và nhẹ hơn, màn hình sáng hơn, hiệu năng mạnh hơn nhờ chip Snapdragon 8 Gen 2, được trang bị chuẩn bộ nhớ UFS 4.0 và có tốc độ sạc nhanh hơn. Còn Xiaomi 12S Ultra nổi bật hơn hẳn nhờ hệ thống camera sau cực kỳ bá đạo. Tất nhiên những mặt khác nó cũng rất tốt khi so sánh với thế giới smartphone. Lưu ý, video dựa vào thông số kỹ thuật nên không có tác dụng thay thế trải nghiệm thực tế. Link sản phẩm tham khảo dưới phần mô tả video. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ bạn nhé.